Chào mừng các con đến với tiết học mỹ thuật ngày hôm nay. Như các con đã biết, giấy là một trong những vật dụng vô cùng cần thiết đối với học sinh. Và ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các con chủ đề 8, sáng tạo với những nếp gấp giấy. Để giúp các con học tốt chủ đề này, các con cần chuẩn bị cho cô một số đồ dùng, sách giáo khoa mỹ thuật 4, bút màu, giấy màu, kéo, tẩy, hồ dán và bút chì. Để giúp các con nhận ra được vẻ đẹp từ những sản phẩm của nếp gấp giấy, cô mời các con quan sát một số hình ảnh trong hình 8.1 và cho cô biết về hình dáng, màu sắc được thể hiện như thế nào. Các con có thấy những sản phẩm trên vô cùng tươi vui và rực rỡ đúng không? Các con có muốn biết cách tạo ra những sản phẩm từ nếp gấp giấy không? Cô và các con cùng nhau đi tìm hiểu cách thực hiện nhé! Các con có thể quan sát cách thực hiện trên slide của cô hoặc trong hình 8.2 trang 46 ở trong sách giáo khoa. Để sáng tạo ra những sản phẩm từ những nếp gấp giấy, các con cần thực hiện qua các bước sau. Như vậy, các con đã nắm được cách thực hiện rồi, đúng không nào? Cô mời các con vào phần 3 thực hành. Trước khi vào phần thực hành, cô mời các con quan sát một số sản phẩm của các anh chị khóa trước nhé. Chào các con còn nhớ bài tập mỹ thuật của chủ đề 8, trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện. Cô nghĩ các con vẫn còn lưu giữ bài vẽ mà thầy và cô đã hướng dẫn các con ở tiết trước. Bây giờ các con lấy bài đó ra, nếu như bạn nào chưa hoàn thành thì chúng ta hoàn thành tiếp. Còn bạn nào đã hoàn thành xong bài rồi, các con có thể tập viết tạo câu chuyện cho bức tranh của mình nhé. Trên đây là một số gợi ý để giúp các con cách sáng tạo câu chuyện. Thứ nhất, đặt tên cho câu chuyện. Thứ hai, đặt tên cho các nhân vật. Thứ ba, câu chuyện diễn ra trong sự kiện gì. Thứ tư, trong sự kiện đấy, những nhân vật đang làm gì. Cô rất mong ở tiết này các con cố gắng hoàn thành bài sáng tạo câu chuyện. Để tiết sau, cô và các con sẽ cùng nhau tập cách thuyết trình câu chuyện đó nhé.